cái thứ sáu. Cái này nó là cái cây cổ hoàn thiện em cắt đi, tại vì nó cái tay cành nó không phù hợp với nối bây giờ anh ạ, thế em phải cắt đi em làm lại hết, sửa lại cho nó đẹp. Cái này nó bật mầm lên lại thành bông tán đẹp đấy. Gọi gọi ông Phục đang uống cà phê Kinh Môn ấy, gọi ông đi Hải Phòng kìa, định phi xe đi Hải Phòng xuống chỗ chợ hàng chơi. Ai? Ai? À thế ạ? À đi đi. Alo. Vâng. Tôi hôm nay nghỉ đi chơi ấy. Anh hôm nay nghỉ đi chơi à? Thế nào đi ngắm cây anh Vấn ạ? Em làm được. Chơi được.